Hello các cụ, hello anh em. Sau đây Việt Audio xin gửi đến quý vị chuyên mục testing trước khi xuất xưởng một chiếc âm ly khá là khủng của hãng Victor với mã hiệu là AXS9. Hiện tại thì em đang kéo cặp bass 34 của Aurex. Bass tép đang về không hết. Ba lăng ở giữa. Volume nha các cụ nha. Cái dòng này volume của nó ấy, nó không như các cái dòng khác. Các dòng khác hướng 9 giờ là to lắm rồi, nhưng mà các cái dòng này nó giống như các con âm ly high end. Cứ về tầm 11 giờ đến 12 giờ thì âm nó mới to được. Đây là cầu loa. Đó. Đây là cái nút direct. Đây là bass này. Khi cơn mưa đông đắng xin giá ngày tháng dòng trời. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm đắng đắng. Tôi yêu người bằng đôi nguyệt hoa, không than van và không trách oan. Chúc tôi chọn một kiếp đam mê. Mà thử lau nét nhé, dã man. Direct này. Đó. Cái chức năng của Direct ấy, nó là chạy thẳng không qua mạch âm sắc nữa. Ở đây là các cái kênh đầu vào. Tuner, CD, Phono, Tape, DAT. Đó. Còn Direct này là để chúng ta copy thâu băng. Đây là cái đường cổng breakout. Subsonic giảm bớt bộ nhiễu giải cao. Cái đấy thì chỉ tốt khi mà mình chơi các cái đĩa than thôi. Vâng, cảm ơn các cụ đã theo dõi video. Chúc một buổi tối vui vẻ ạ.